Trong khi chờ hạn mức tín dụng được nới lỏng hoàn toàn, một số doanh nghiệp bất động sản hiện nay đang nỗ lực xây vốn bằng cách xây dựng các dự án có tiềm năng. Với doanh nghiệp này, họ chọn cho ra mắt một dự án tại tỉnh Bình Phước. Theo đại diện công ty đánh giá, đây là dự án có vị trí thuận lợi và cơ sở hạ tầng hoàn thiện, mức giá phù hợp để khách hàng dễ dàng đầu tư và lựa chọn. Đồng thời cũng là giải pháp để doanh nghiệp xoay sở nguồn vốn, giúp công ty tăng trưởng doanh thu trong thời gian tới. Thời điểm này Hưng Vận chúng tôi đang kết hợp với đơn vị phát triển dự án là Hoàng Cát đầu tư vào dự án khu đô thị Phúc Hưng Golden. Với cái sản phẩm hiện tại chúng tôi đang bán giá chỉ từ 1 tỷ rưỡi thì tôi cho rằng đây là cái mức giá phù hợp mà khách hàng có thể dễ dàng lựa chọn để mà đầu tư trong thời điểm này. Mặc dù đã được nới room tạo điều kiện về vốn, song không phải doanh nghiệp nào cũng dễ tiếp cận. Do đó việc xoay sở tìm vốn từ nội lực rất quan trọng. Các chuyên gia đánh giá, nếu doanh nghiệp đầu tư vào dự án tốt, cơ hội thu hồi vốn rất tích cực. Cái việc mà đưa ra các sản phẩm mới thì cũng là kỳ vọng để thu hút cái nguồn vốn mới cho các nhà phát triển bất động sản. Những nhà phát triển bất động sản nào mà làm ăn căn cơ tốt, các sản phẩm có chất lượng và thì có uy tín trên thị trường thì sẽ thu hút được cái nguồn vốn tập trung cho những nhà bất động sản đó. Ngoài ra, các doanh nghiệp cũng mong muốn tạo ra những tiện ích hạ tầng phù hợp với thị hiếu và nhu cầu của khách hàng hiện nay. Tôi sẽ tập trung vào những phát triển những cái giá trị liên quan tới về tiện ích, liên quan tới hạ tầng hoặc là thậm chí là những cái mong muốn của khách hàng để khách hàng có thể xây dựng được cái cộng đồng sinh sống bền vững tại cái dự án của chúng tôi phát triển. Theo các chuyên gia trong ngành, nếu doanh nghiệp chưa có quỹ đất phù hợp thì có thể tìm cách tiết giảm chi phí, huy động vốn từ các đối tác hoặc quỹ đầu tư. Đồng thời, việc tự tạo ra những dự án và làm lớn dòng vốn của doanh nghiệp sẽ là giải pháp giúp doanh nghiệp bất động sản có thêm nguồn vốn tự chủ, giảm phụ thuộc vào hạn mức tín dụng.